Động đất kinh hoàng ở Haiti, không có người Việt thương vong. Đại sứ quán Việt Nam cho biết đang duy trì liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt tại Haiti. Cộng đồng người Việt Nam sống tại đảo quốc này hiện có khoảng 60 người, chủ yếu làm việc tại công ty viễn thông liên doanh Natcom. Trận động đất kinh hoàng tại Haiti này hiện đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 304 người tính tới thời điểm này. Nhiều quốc gia khu vực Mỹ Latin và Caribe đã chia buồn và bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ Haiti, quốc gia nghèo nhất châu Mỹ và đang chìm trong khủng hoảng chính trị, kinh tế xã hội trầm trọng vượt qua thiên tai khủng khiếp này. Tổng thống Cộng hòa Dominica, ông Luis Abinader khẳng định sẽ giúp đỡ trong mọi khả năng. Nước này chia sẻ đảo La Espanola cùng Haiti và cũng có 6 tỉnh bị đặt trong tình trạng báo động trong trận động đất vừa qua. Trong khi đó, cộng đồng các nước Caribe cũng ra thông cáo chung, tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Haiti. Thủ tướng Antigua và Barbuda, người đang giữ chức chủ tịch luân phiên CARICOM, ông Grasson Brown đã điện đàm với Thủ tướng Haiti Ariel Henry bày tỏ chia buồn và tìm hiểu hậu quả sơ bộ của thảm họa thiên nhiên này. Trong khi đó, cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp và thảm họa của Caribe cũng đã lập tức liên lạc cơ quan bảo vệ dân sự Haiti trợ giúp đánh giá thiệt hại. Tương tự, chính phủ các nước Cuba, Venezuela, Nicaragua, Chile, Peru, Argentina, Ecuador và El Salvador cũng đã chia buồn, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nhân dân Haiti vượt qua thời khắc đen tối này.